Xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh Nhật Cường TV. Thì hôm nay Nhật Cường là về nước và đi chơi cùng với gia đình, là đi Phan Thiết, là Nha Trang, rồi lên Đà Lạt. Bây giờ trên đường từ Đà Lạt về Bảo Lộc rồi về Sài Gòn, thì sẵn ghé Sâm Tình Hiêu Đà Lạt. Đó, đây có một cái tháp rất là to và lớn, được gọi là Đại Bảo Tháp Kinh Luân, với chiều cao là hơn 37 mét, nặng 200 tấn, được biết đến đây là điểm du lịch Đà Lạt, nơi tâm linh, thuộc thôn Kabuta, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Đó, phía sau Nhật Cường đó, tháp rất đẹp. Lúc đầu mình tưởng là đơn giản, là chỉ lên đây là có một cái tháp ai xây sẵn rồi mình chỉ lên chụp hình check in, chứ không ngờ đây là làm rất là hoành tráng. Lên đây mình có cảm giác là như là yên tĩnh thoải mái, đi nhẹ nói khẽ, là gọi là có là ở ngoài mình vô mình tưởng là có chùa, nơi để thiền để tu, nhưng mà thực chất lên đây là để thanh tịnh thôi, không thấy thiền chú. Thì cái tẩm ta thấy như cái miền đất này làm cho con người ta thấy tâm hồn thoải mái hơn, sảng khoái hơn. Mình đi vào chi tiết nha. Sau khi mình gửi xe hơi ở bãi xong, hoặc là ai đi xe đoàn thì có xe đoàn, rồi sau đó chúng ta sẽ lên xe điện hoặc là lên xe buýt. Ở đây họ sẽ đưa rước mình lên trên tháp. Còn giá vé mà vào tham quan thì giá vé di động từ 180.000 đến 250.000. Ví dụ như mình thì 250.000 nè. Ví dụ như trẻ em hoặc là người già lớn tuổi thì chắc là 180. Ở đây giờ mở cửa thì 7 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều. Hiện nay cô hướng dẫn viên ở Sâm Tình Hiêu cũng có nói sơ về đôi nét cho chúng ta để tham khảo. Thì theo Nhật Cường cũng đọc Google cũng biết là Sâm Tình Hiêu đây là một khu du lịch rất là rộng lớn nha, với diện tích lên đến 2016 m², đã trở thành là một nơi linh thiêng rộng lớn với tinh hoa màu sắc đẹp của tín ngưỡng Phật giáo. Cái này nó được thiết kế theo một cảm hứng trải dài quanh dải Himalaya, được mệnh danh là nóc nhà của thế giới. Vì thế mà Sâm Tình Hiêu là một công trình rất là đồ sộ, đẹp và một nơi thanh cao để có thể tận hưởng được luồng không khí trong lành, xóa bỏ đi mọi sự buồn bã nhọc lòng trong cuộc sống, một nơi để chữa lành mọi tâm hồn, rất là tuyệt vời. Hai bạn đi đâu vậy? Hai bạn đi đâu vậy? Bạn đi đâu vậy? Ôi lại đó. Hả? Ủa thằng nào ta đi kiếm nãy giờ không lấy vậy? Dù anh. Anh em mình đi gọi bạn cho. Mình nước còn. Anh em đi kiếm tất cả. Tất cả đi. Lên đây xuống cát là xe em gần như vậy. Khi mà kết thúc tham quan xong thì mình sẽ quay trở lại nhà màu cam kia nhá, sẽ có xe lên đón mình ạ. Ở lại đây. Đó, bà Nhật Thịnh là Thanh nè. Đó, Phụng là ra chuẩn bị để lại những tấm hình kỷ niệm trên tháp. Đây là Bảo Tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới, xoài được chế tác bằng đồng. Bên ngoài giác vàng 24K nha, cao 32 mét, nặng 200 tấn. Cũng như một số báo đưa tin là trước đó vào đầu tháng 3 2023 thì khu tham quan du lịch dân hóa tâm linh Sâm Tình Hiêu Đà Lạt đã tổ chức khánh thành không gian dân hóa tâm linh Phật giáo tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng. Sau đó đại diện Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam đã trao chứng nhận không gian dân hóa tâm linh cho không gian Phật giáo Kim Cương Thừa tại khu tham quan du lịch dân hóa tâm linh Sâm Tình Hiêu Đà Lạt. Để ta phiên dịch đi. Ai biết tiếng gì đây? Có tiếng gì mà? Có tiếng gì đó, có tiếng gì. Đây là Đại Bảo Tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới, được kiến tạo bởi Đại Lão Hòa Thượng Sonam Gyalpo Rinpoche. Đường kính của nó là 16.53 mét. Kỷ lục chính thức được xác lập vào ngày 11 tháng 12 năm 2022. Yeah.
Đó. Ừ, thì có con gà. Em vừa đẩy em vừa niệm là em đi bóp với em nhiều người tạo rất là nhiều con bích và loại đẹp rồi. Đẩy bao nhiêu vòng một tối em? Dạ, đẩy nếu mà đẩy tốt luôn á là 108 vòng nha. 108 vòng. Dạ, đẩy chiều là khỏi đi chơi luôn. Dạ, ông đẩy khỏe lắm anh. Đẩy rất là tốt nha, rất là nhiều con bích nha. Anh cười mà mình đi tới chiều. Dạ. Thôi em ở cửa 8 tối lận. Anh ở đây đi em đẩy phụ. Thầy hội trên 108 luôn. Đó, nó thịnh ra trước rồi đó. Cái anh hướng dẫn ở đây anh nói là nếu mà chúng ta mà đẩy 108 vòng á, chúng ta được hưởng nhiều công đức lắm nha. Bảo tháp Kinh Luân chính là trái tim, là điểm nhấn giá trị nhất của Sâm Tình Yêu Đà Lạt. Bác đi hồng. Bác đi hồng. Ôm anh đi, hả bác hồng. Nghe bên trong á là được thiết kế một trục quay khổng lồ giúp công trình xoay được dễ dàng chỉ với sức đẩy của một người bình thường. Ngoài ra còn có vô vàn câu chú được in lên giấy lụa để bên trong bảo tháp nhằm lan tỏa năng lượng tích cực. Theo mình nghĩ nha, Sâm Tình Hiêu Đà Lạt này là không có sức hút mãnh liệt nha. Bảo đảm luôn nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách du lịch trong nước và cả nước ngoài nữa. Nhờ cái tháp này, cái công trình tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới này đã được công nhận vào UNESCO. Theo thông tin chính thức được đăng tải thì vị tăng sĩ đáng kính của vùng đất Lada của Ấn Độ, Ngài mong muốn tạo dựng một không gian thuần tịnh và an lành cho những người con của Phật có thể tìm về an trú để tình yêu thương được lan tỏa đến vạn vật xung quanh. Ngài Rinpoche đã nhiều lần sang Việt Nam để gặp gỡ các trưởng lão hòa thượng và tiến sĩ Phật học ở Học viện Phật giáo Việt Nam, cũng như các tu viện trong nước để thúc đẩy việc giao lưu hợp tác giữa Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo Việt Nam, cùng với việc xây dựng Đại Bảo Tháp Kinh Luân. Ngài hy vọng góp phần khai thông dòng chảy Phật giáo Kim Cương Thừa tại đất nước hình chữ S. Đó nè, quay thấy hết luôn nè. Về bỏ YouTube coi. Đứng lên chụp cho bạn ấy đi. Để mình giới thiệu tiếp nha. Phía trên đó là nhà trưng bày di sản Phật giáo, tọa lạc nghiêm trang tại trung tâm của không gian tâm linh, là nhà trưng bày di sản Phật giáo với kiến trúc đặc trưng của những tu viện linh thiêng ở Tây Tạng. Bên trong tòa nhà lưu trữ những tác phẩm quý giá về Phật pháp của các đạo sư và nghệ nhân tài hoa trên thế giới. Du khách lưu ý tắt âm thanh điện thoại, không quay phim chụp hình và không nói to khi bước vào bên trong nhà trưng bày. Đây là không gian yên tĩnh tuyệt đối để cầu nguyện và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những tác phẩm nghệ thuật về đạo Phật. Còn ở chính giữa nhà trưng bày là các bức tượng Phật vàng uy nghiêm đồ sộ. Bên trên trần nhà và các bức tường xung quanh đã được phủ tranh vẽ về các điển tích và giáo lý nhà Phật với tông màu đỏ vàng, đặc trưng rất là mãn nhãn. Cái hoa này rất đẹp nào, hai bạn cứ chụp hình đi, mình bắt đầu giới thiệu tiếp. Phía sau là nhà hộ pháp nha, nhà đèn bơ nha, là nơi mà các tăng ni Phật tử và khách tham quan có thể phát tâm dâng đèn cúng dường ánh sáng tới chư Phật chư Bồ Tát trong khắp mười phương và ba thời để tích lũy công đức. Thay vì cúng dường các giá trị vật chất tốn kém, du khách chỉ cần ghé nhà đèn bơ và dâng lên Phật tổ ánh sáng của đức tin, sự hướng thiện cũng như lòng thành tâm là đã thể hiện sự kính trọng đối với Ngài. Và đây là tượng Phật Di Lặc
Phật Di Lặc được coi là vị Phật của tương lai. Bức tượng Phật Di Lặc nằm ở cuối cây cầu vàng, tách biệt hẳn với kiến trúc xung quanh, nên lại càng nổi bật hơn. Tượng được làm bằng vàng đồng thép với chiều cao là 10,5 mét. Bên trong thân tượng Phật Di Lặc ở sau Tần Hiêu được an trí nhiều cuốn kinh cũng như là các bảo vật quý giá, làm tăng thêm tính thiêng liêng của thiết kế. Đứng trước bức tượng đồ sộ, phía sau là nền trời bao la và khung cảnh thung lũng rộng lớn. Du khách có thể cảm nhận sự nhỏ bé của con người, tỏ lòng thành tâm ngưỡng mộ với các vị thần trong Phật giáo. Các bạn chia sẻ check-in đi, chụp hình đi, lưu lại những bức hình tuyệt đẹp ở tại sông Tình Hiêu. Đi nhẹ nói khẽ, lên đây rất là tình tâm, rất là đẹp. Đó. Thấy cầu chưa? Có bàn tay luôn kìa. Bây giờ đi xe điện dạo một vòng tham quan thắng cảnh, sau đó ghé nhà hàng ẩm thực món cơm chài nhé. Em tên gì? Dạ em tên Ca. Lên Ca hả? Dạ. Là cờ AK hay là sờ? Dạ cờ AK. Cờ AK. À, làm lễ chắc từ đầu năm giờ hả? Dạ em làm từ đầu khai trương á. Tháng 2? Dạ đúng rồi, 27 tháng 2. Liên tục chắc thứ bảy nhật đông nhất ha. Dạ đúng rồi, mấy ngày cũng thường đông lắm mà. À ok. Bên này mấy ngày lễ á. À. Ờ lễ ra mỗi là dạ. Đây là khâu này lên check in không hay tháp này. Tháp này là người Guinness thế giới. Tháp xây thì chắc xây lâu lắm xong hay. Dạ cái này xây chừng được 4 năm rồi chị ạ. À, bạn nào mà có dịp coi cái clip này thì nhớ check in ở tại sông Tình Hiêu nha. À, cái đây, nơi đây cũng dễ kiếm lắm. Nếu mà có dịp mà công đôi việc luôn, ví dụ như lên Bảo Lộc hoặc đi lên Đà Lạt thì nhớ ghé qua Đơn Dương rồi xong rồi đánh vô sông Tình Hiêu Đà Lạt là Google chỉ chúng ta sẽ lên đây ngay. Ok. Trong khi đang chờ cơm chay đến, tôi cũng có thể nhìn qua thấy mọi người đang chờ đợi và chuẩn bị tham quan xong xuống xe trở về. Đó. Ăn một bữa cơm chay cho thanh tịnh nha. Xong chưa? Chưa. Giờ cơm tới rồi các bạn ơi. Tính chứng nhật này đi nữa không? Nhìn hấp dẫn quá. Wow, cảnh đẹp. Nhưng mà sợ người ơi, có phiền ta ở dưới quê không? Đó. Đậu hũ. Thanh tịnh. Chúng ta dùng bữa cơm trưa ăn cho thanh tịnh. Mình lên đủ mỏm rồi đấy. Ok, cảm ơn. Mời cả nhà dùng cơm nha. Nay mình là hướng dẫn viên đoàn, mình dắt ba bạn đi du lịch đến khu tâm linh, văn hóa tâm linh ở Sa Tình Hiêu.
bắt đầu trước khi ăn đó, bạn đó bắt đầu cúng Facebook. Cúng Facebook. Đây, hai đứa đây. Ăn đồ chay nha. Cho tâm hồn thanh tịnh. Rồi hai đứa chụp qua cho. Cơm chay rất là ngon nha. Anh em chúng tôi hỏi nó là ăn hết canh, hết cơm, hết. Rất là ngon miệng. À, phải nói là cảm ơn một cú điện thoại của anh Trinh Bảo Lộc đã gọi cho Nhật Cường và hướng Nhật Cường đến khu văn hóa tâm linh để mà mình cũng chia sẻ đến cả nhà, và cũng đã trải nghiệm qua món cơm trưa chay ở đây, đó là rất ngon tuyệt vời. Các bạn hãy đến đây thử một lần sẽ thấy thú vị và hấp dẫn. Thôi clip cũng khá dài, giờ cho mình nói lời chia tay nhá. Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Nhật Cường TV. Chỉ biết chúc cả nhà luôn mạnh giỏi, bình an và hạnh phúc. Nhớ đăng ký Sprite. Xin mời quý vị đăng ký subscribe theo dõi. Nhật Cường xin chân thành cảm ơn quý vị luôn đồng hành ủng hộ kênh Nhật Cường TV, chia sẻ niềm vui và dấu sóng. Video mới phát lúc 20 giờ tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Xin kính mời quý vị đón xem và giới thiệu nhiều người cùng xem.